Bằng chứng hiện nay cho thấy bệnh COVID-19 lây nhiễm ở người qua đường tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp, qua các vật dụng hoặc bề mặt bị nhiễm bệnh. Tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh qua dịch tiết từ miệng và mũi. Dịch tiết này bao gồm nước bọt, dịch tiết hô hấp hoặc các giọt bắn. Dịch tiết được phát xuất từ miệng hoặc mũi của người nhiễm bệnh khi họ ho, hắt hơi, nói hoặc hát. Người tiếp xúc gần trong vòng khoảng cách 1 mét với người đã nhiễm bệnh có thể mắc bệnh COVID-19 khi các giọt bắn nhiễm bệnh này có thể thâm nhập từ miệng, mũi hoặc mắt của người tiếp xúc. Xin chào quý vị và các bạn. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra các triệu chứng như sốt, ho, viêm phổi cấp, suy hô hấp cấp, thậm chí là tử vong đến nay vẫn đang gây căng thẳng trên toàn cầu. Vậy mỗi người trong chúng ta nên làm gì để có thể bảo vệ mình trước sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2, loại virus gây ra dịch bệnh hiện nay? Hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi để tìm ra câu trả lời. Để tránh tiếp xúc với giọt bắn, một trong những biện pháp được sử dụng hiện nay đó chính là sử dụng kính, mũ chống giọt bắn. Thực tế, rất nhiều người đã mua sản phẩm này với mong muốn là phòng dịch tối đa. Thậm chí, một số cha mẹ còn tự làm mũ chắn giọt bắn cho trẻ tại nhà. Vậy mũ và kính chống giọt bắn là gì? Hiệu quả của cách làm này ra sao? Mũ, kính chống giọt bắn là những miếng mica trong suốt được cắt tạo dáng hoặc gắn vào mũ vải. Sau đó dùng thêm một miếng xốp và mút đệm để làm vòng đeo lên đầu, giúp tấm kính không quá áp sát vào mặt, nâng đỡ mũi, hạn chế hơi ẩm do hơi thở, giúp hạn chế làm mờ kính. Trong y tế, các bác sĩ cũng có sử dụng các sản phẩm mũ với màng chắn nhựa ở phía trước để ngăn dịch tiết từ bệnh nhân bắn lên. Vậy loại mũ hay kính chống giọt bắn này có ngăn được virus SARS-CoV-2 hay không? Như chúng ta đã biết là COVID-19 lây qua đường hô hấp, xâm nhập qua mũi miệng. Cho đến nay thì có rất nhiều loại khẩu trang, từ khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang y tế đến loại tốt như là khẩu trang N95 thì cũng chỉ ngăn ngừa được khoảng 95% virus vi khuẩn xâm nhập qua cái con đường này. Vì vậy, để tăng cường bảo vệ đường hô hấp thì người ta thường lại phải đeo thêm cái kính chống giọt bắn để ngăn ngừa phát tán cũng như là xâm nhập giữa những người tiếp xúc gần với nhau, giữa người với người. Ví dụ như người mang virus mà đeo khẩu trang, đeo kính chống giọt bắn thì hạn chế phát tán virus ra ngoài môi trường xung quanh, và ngược lại những người mà không mang virus thì cũng hạn chế được virus xâm nhập vào đường hô hấp của mình. Theo các nhà khoa học, chúng ta không nên chỉ dựa vào kính chống giọt bắn vì chúng không đủ khả năng để bảo vệ. Vì vậy, để đảm bảo tránh được tiếp xúc với giọt bắn, chúng ta vẫn cần đồng thời sử dụng thêm cả khẩu trang để có thể ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 xâm nhập cơ thể một cách hiệu quả. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ một động tác là rửa tay sạch đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn. Trước tình hình đại dịch COVID-19, Bộ Y tế cũng khuyến cáo thường xuyên rửa tay với xà phòng, xà bông, dung dịch rửa tay nhanh và nước sạch, hoặc dung dịch rửa tay có cồn là những biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng hiệu quả giúp hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh. Tại sao cái chủng mới này nó lây nhanh như thế? Có những người lây trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã dương và 36 tiếng đồng hồ đã kịp lây cho người khác. Bởi vì cái người đi lây ấy là cái người đào thải virus rất nhiều. Vậy thì làm sao để hạn chế cái điều đấy? Chúng ta phải có khẩu trang. Nhưng khẩu trang đã đủ chưa? Thì thực ra là chưa. Chúng ta còn phải gì ạ? Vệ sinh tay. Bởi vì nhiều khi là chúng ta thậm chí kể cả động tác cởi khẩu trang, chúng ta đã bị dính vào cái phần phía ngoài của cái khẩu trang đó rồi. Cởi PPE tức là cởi cái hệ quần áo phòng hộ, chúng ta cũng dính. Thậm chí là kể cả quần áo đi ra ngoài mà không may tiếp xúc với một người bệnh thì cũng vẫn dính vào quần áo. Và thậm chí có những người đem bệnh về nhà không phải là vì họ mắc bệnh mà vì quần áo của họ nhiễm virus, họ đem về và gây bệnh. Như vậy thì có nghĩa rằng là làm thế nào để giảm cái nồng độ virus, đấy là cái quan trọng nhất. Vậy thực tế, khả năng ngăn ngừa sự lây lan của virus của xà phòng là như thế nào? Cấu tạo của virus SARS-CoV-2 thì có gồm có những phân tử chất béo, lipid, protein và RNA. Trong đó cái mắt xích yếu nhất chính là cái lớp phân tử cái chất béo. Đây là lớp vỏ bọc bảo vệ con virus. Và khi chúng ta dùng xà phòng, tức là chúng ta đánh vào cái điểm yếu này, dùng xà phòng và các chất tẩy rửa có cồn trên 60% độ cồn thì sẽ làm đứt gãy các cái liên kết này và cạnh tranh với các cái liên kết peptide của con virus. Từ đó virus sẽ bị phá hủy và bị tiêu diệt. Tuy nhiên để phá hủy hay là tiêu diệt được chúng thì chúng ta cũng cần phải có thời gian. Tức là chúng ta rửa tay bằng xà phòng hay là bằng cồn thì cũng ít nhất là phải mất khoảng 20 giây để làm sao chúng ta phải rửa một cách đúng cách, rửa mặt trong, mặt ngoài, rửa các cái khe kẽ của ngón tay, của móng tay, thì chúng ta phải làm lại nhiều lần. Như vậy có thể thấy rửa tay bằng xà phòng chính là một trong những biện pháp đơn giản, kinh tế, dễ thực hiện nhưng lại rất quan trọng và hiệu quả để phòng tránh virus lây lan. Ngoài việc rửa tay bằng xà phòng, đeo kính chống giọt bắn thì còn một cách đơn giản là thay ngay quần áo sau khi ra ngoài về. Vậy hiệu quả của cách làm này như thế nào? Hiện vẫn chưa rõ là virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề mặt vải trong bao lâu. Nhưng với nhiều loại quần áo có các thành phần chứa nhựa và kim loại thì virus này có thể tồn tại trong vài giờ cho đến vài ngày. Vậy phải chăng hàm lượng virus có khả năng lây nhiễm từ người này sang người khác khi tồn tại trên bề mặt vải? Virus SARS-CoV-2 là lây qua đường hô hấp, lây qua từ người sang người, lây qua các cái giọt bắn. Và virus SARS-CoV-2 cũng có thể tồn tại trên quần áo và đồ vật kéo dài từ vài giờ cho đến vài ngày. Chính vì vậy khi mà chúng ta đi ra ngoài đến những vùng mà có nghi ngờ có lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thì chúng ta cũng cần phải được thay quần áo sạch sẽ để đảm bảo tránh cái nguồn lây này. Cho đến nay, cùng với nhiều nỗ lực phòng chống lây lan COVID của chính phủ, của cả cộng đồng, thì ý thức tự bảo vệ của mỗi cá nhân là điều rất quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy thực hiện tốt các khuyến cáo 5K của chính phủ, theo dõi sức khỏe của chính bản thân và gia đình hàng ngày, cũng như một vài biện pháp đơn giản nêu trên để góp phần phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh.